Trực thăng đang bắt đầu bốc lại với nhau và áo tôn gia đang xiết lại một thành khúc như vậy. Bây giờ anh đang làm gì đây? Anh đang làm gì đây? Anh chăm về sớm. Thật tuyệt vời ạ. Một chú bồ câu biểu hiện cho sự hòa bình đang có mặt trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay. Bồ câu cũng là hiện thân của chú Thích Thần nữa ạ. Trên tay áo tôn gia là một chiếc bông bóng màu đỏ ạ. Áo tôn gia đang thổi lên ạ. Hồi lớn lên được hay sao ạ? Wow! Anh ta hồi hộp. Mọi người muốn hồi lớn hơn được không ạ? Mọi người muốn hồi lớn được không ạ? Có nữa, wow. Chúng ta sẽ vẽ wow. Đó nha. Có chụp vẽ nha, có chụp nó vẽ đó. Không biết ở thuộc gia chuẩn bị làm việc gì đây. Nhưng theo Tuấn đây là một tiết mục mà chúng ta khó đoán quá nha. Mọi người đoán thử, trong bóng bóng có gì không ạ? Ăn hết kem chưa? Ăn hết kem thì nhớ vỗ tay nha. Thật là tuyệt vời. Trong tay áo lục gia là một chiếc khăn. Wow, một chú một câu nữa lại xuất hiện rồi. Một em bé, em nào sẽ bóng lên ạ? À? À, ok, em trai. Bỏ khẩu trang ra con, bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra cho mọi người thấy con là ai. Ô, con rất đẹp trai. Vỗ tay, ánh trăng Giê-xu. Áo tôn gia đưa cho em bé một hình như là một tờ giấy trắng và đang hướng dẫn điều gì đó. Áo tôn gia đang làm bù Ursula Sibum. Wow! Ánh trăng Giê-xu! Trên sân khấu chúng ta đang có hai áo tôn gia. Một áo tôn gia đeo kính mặt màu đen, còn một áo tôn gia đeo khẩu trang màu đen và đôi dép màu đen. Nhét vô miệng, nhét vô miệng con, nhét vô. Chuyện gì xảy ra đây? Áo thuật gia đang nuốt từng gói giấy vào cổ sao? Thật là quá nguy hiểm các mọi người ơi. Dạ, yeah. Dạ, wow. Yeah. Bộ tay thật lớn lên ra. Còn còn nữa kìa. Sao mà giống mất gừng với mất dừa quá vậy? Một tràng phát tay thật lớn đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Trời ơi, còn hoài gì ông nội. Wow, không biết khi nào mới hết đây nữa. Còn nữa không ạ? Chắc là hết rồi.